Xin kính chào quý vị và các bạn. Với quá trình hoạt động mạnh lên của vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đã đem lại cho khu vực miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An mưa dông hoạt động mạnh với những cơn mưa vừa mưa to trên diện rộng, đặc biệt là ở khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Do mưa kéo dài nên nhiệt độ toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm đi đáng kể. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động quanh mức từ 26 đến 29 độ. Đợt mưa dông mạnh này sẽ còn tiếp diễn trong 1 đến 2 ngày tới. Đối với các tỉnh ven biển Trung Bộ, từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Thuận ít chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nên trời vẫn còn nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa dông cục bộ và nền nhiệt độ ban ngày dao động ở mức từ 31 đến 34 độ. Đối với các tỉnh thành phía Nam, trong hôm nay và ngày mai thời tiết chưa có sự thay đổi gì đáng kể và cũng khá thuận lợi cho sinh hoạt cũng như du lịch trong vùng. Như vậy là trong 2 ngày cuối tuần này, khu vực các tỉnh thành Nam Trung Bộ cho đến Nam Bộ khá tốt và thuận lợi hơn cho du lịch nghỉ dưỡng trong ngày cuối tuần. Trong đó thì du lịch biển khá phù hợp bởi trời phổ biến ít mưa, có nắng và nắng lại không quá gay gắt. Trong đó, ngoài các bãi biển quen thuộc nổi tiếng ở miền Trung, cùng các vùng biển xinh đẹp khác như là Nha Trang, Mũi Né hay Vũng Tàu. Du khách có thể đến với Gành Son thuộc xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận để khám phá vẻ đẹp của những phiến đá treo leo gập ghềnh của những hang động mang nhiều hình thù lạ mắt. Tuy nhiên, thú vị nhất có lẽ là vào buổi sớm tinh sương hay những buổi chiều tà êm ả. Từ trên gành có thể nhìn toàn cảnh sinh hoạt ấm cúng nhộn nhịp của làng chài. Màu đỏ của đá, màu xanh của biển như hòa lẫn vào nhau tạo nên một sắc thái hài hòa và vô cùng đẹp mắt. Tiếp theo, mời quý vị tham khảo thêm những thông tin thời tiết các khu vực khác trên cả nước. Thưa quý vị, vùng áp thấp hiện đang phát triển lên tới độ cao 5.000 m, mang theo một lượng ẩm lớn từ biển vào đất liền. Do ảnh hưởng của vùng mưa lớn xung quanh áp thấp, các tỉnh thành vùng núi phía Tây Bắc Bộ trong 1 đến 2 ngày tới sẽ có mưa vừa đến mưa to và dông. Riêng tại Điện Biên trời không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Sapa có mưa nhỏ sau giảm mưa, nhiệt độ phổ biến từ 19 đến 24 độ. Tại thành phố Tam Đảo có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 25 độ. Tại khu vực Đông Bắc thì đợt mưa lớn lần này xảy ra sau khi đã có mưa liên tục trong nhiều ngày. Độ ẩm và lượng nước trong đất lớn sẽ khiến cho nguy cơ sạt lở đất đá ở các khu vực vùng núi là rất cao. Ở các khu vực đồng bằng, mưa lớn sẽ tăng nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng. Do mưa kéo dài nên nhiệt độ toàn khu vực sẽ giảm đi đáng kể. Cụ thể, Hà Giang nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Tại Hạ Long và Hải Phòng đều có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 29 độ. Tại khu vực miền Trung ở phía bắc của đèo Hải Vân, từng đám mây vẫn liên tục hình thành gây ra mưa nhỏ gián đoạn và khi nắng vẫn chưa xuất hiện nhiều nên thời tiết còn khá mát mẻ với nền nhiệt cao nhất trong ngày tại Sầm Sơn, Phong Nha - Kẻ Bàng và Thừa Thiên Huế đều không vượt quá là 32 độ, độ ẩm là khoảng 75%. Tại khu vực miền Trung ở phía nam của đèo Hải Vân, ít chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nên trời vẫn còn nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa dông cục bộ và nền nhiệt độ ban ngày vẫn ở mức cao. Tại Đà Nẵng có mưa nhỏ, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 34 độ với độ ẩm là 65%. Tại Hội An có mưa nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Ba Nà cũng có mưa với nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ, độ ẩm là 65%. Tại khu vực du lịch biển Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, trong 1 đến 2 ngày tới chỉ có mưa trên diện hẹp, du lịch biển thuận lợi hơn rất nhiều, nhiệt độ tăng nhẹ và độ ẩm giảm. Cụ thể tại Nha Trang nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, Mũi Né là từ 26 đến 34 độ, còn tại Vũng Tàu nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên thì mưa dông cũng giảm đi nhanh chóng, chỉ còn vài nơi vào buổi chiều tối. Buổi sáng thì trời có nắng sớm nhưng cường độ nắng không gay gắt và nhiệt độ tăng lên. Tại Pleiku có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Buôn Ma Thuột trời không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 30 độ. Thành phố Đà Lạt trời cũng không mưa và nhiệt độ tăng nhẹ, dao động trong khoảng từ 18 đến 25 độ. Tại khu vực Nam Bộ trong 2 ngày cuối tuần thì người dân phương Nam sẽ có những ngày nghỉ trọn vẹn khi thời tiết khá ổn định, trời tạnh ráo và ít mưa. Tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và U Minh đều có mưa nhỏ, nên như trong ngày sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ và độ ẩm từ 65 đến 70%. Trong hôm nay và ngày mai, trên toàn vùng biển phía Nam, thời tiết ổn định, nắng nhiều và sóng gió ở mức trung bình. Do vậy, các hoạt động du lịch ra vào khá thuận lợi. Nếu có ý định du lịch đến với những hòn đảo xinh đẹp này, thì quý vị nên tiến hành ngay trong tuần này, bởi đầu tuần tới thì thời tiết sẽ lại có sự chuyển biến xấu hơn và có khả năng kéo dài. Tại Côn Đảo, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ, còn tại Phú Quốc là từ 28 đến 33 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14. Chúc quý vị có những chuyến đi chơi thật vui vẻ và ý nghĩa. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.